Dạ thưa Thượng Chúa, mời Thánh cùng đọc bài Kinh Thánh đối đáp số 28 có tựa đề Luật Đấng Christ. Bài đọc Kinh Thánh đối đáp số 28 có tựa đề Luật Đấng Christ. Hỡi anh em, biết bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ dằn can. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần ấy? Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu tính dễ đâu, vì ai gieo giống chiên lại gặt giống ấy. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không chạy nại thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp. Quyền xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, là giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Kính thưa hội thánh, cảm tạ Chúa, cách đây 31 năm, một ban thánh lễ trong nhà Chúa tại đây được thành lập, đó là ban thánh tráng. Trải qua 31 năm với biết bao thăng trầm, Chúa vẫn luôn yêu thương, thăm viếng, ban ơn, che chở, giữ gìn bầy chiên nhỏ của Chúa. Một trong những ban ngành của hội thánh có độ tuổi sinh hoạt từ 31 đến 40, nhóm họp thờ phượng Chúa hàng tuần để gây dựng, nâng đỡ đức tin cho nhau, cùng lớn lên trong Chúa. Nhân ngày kỷ niệm cảm tạ Chúa 31 năm thành lập, trong giờ thờ phượng Chúa sáng nay, ban thanh tráng xin mượn lời bài hát của một vị thánh ca để dâng lên Chúa lời cảm tạ, lời khen về những ơn phước Chúa đã ban cho ban thanh tráng suốt những năm tháng qua. Lời bài hát có nội dung như sau: Lạy các thánh, lòng con ước mong đi theo Chúa dầu đường khó khăn. Giêsu hỡi, danh Chúa cuốn đời con vẫn lời khen. Nhiều khi bất làm con ngã nghiêng, nhưng Chúa đến chiều con bước đi. Lạy các thánh, xin hiến dâng cuộc đời con cho Chúa ngày nay. Mời hội thánh cùng hòa đồng với ban thánh tráng tôn vinh Chúa bài Hiệp Thánh Ca ngợi khen Chúa.
niệm 31 năm thành lập của Ban Thánh Tráng. Rồi Thánh luôn nhớ đến Ban Thánh Tráng, một trong những ban ngành của Hội Thánh mà cầu nguyện cho để sinh hoạt của Ban Thánh Tráng ngày càng được phát triển. Nơi đây sẽ được giúp ích gây dựng cho nhiều ban viên trong những ngày sắp tới. Giờ này xin trân trọng kính mời Thánh cùng đứng và trân trọng kính mời mục sư Mã Phúc Thanh Tươi đến cầu giảng để cầu nguyện đặc biệt cho Ban Thánh Tráng nhân ngày đặc biệt này. Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng chủ thể đất trời sáng tạo nên muôn loài vạn vật và đặc biệt là con người chúng con thật là kỳ diệu. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa bởi vì mỗi người chúng con được Chúa đưa vào trần gian này đều có một mục đích rất là rõ ràng. Mục đích của cuộc đời của chúng con không phải là làm ăn mưu sinh, không phải là lập gia đình, nuôi dạy con cái. Nhưng Chúa đưa chúng con vào trần gian này để rồi chúng con tôn vinh Đức Chúa Trời như bài hát chúng con vừa lắng nghe. Chúa ơi, xin Ngài thương xót và ban phước trên mỗi người chúng con. Đặc biệt chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ban Thánh Tráng Hội Thánh Sài Gòn đã có 31 năm được hình thành lập. Họ đã góp phần vào trong công việc nhà của Chúa. Qua những hoạt động của Hội Thánh, qua sự tôn ngợi Chúa ở giữa hội chúng, chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho họ như lời bài hát của chúng con vừa lắng nghe. Đức Chúa Jesus Christ đã từ trời đến trần gian này. Chúa là Đấng vĩ đại nhưng lại bằng lòng làm con người rất là nhỏ bé. Và khi Chúa chết đi trong thân phận của một người nô lệ và bị khinh bỉ khốn cùng, và chính vì cái Chúa đến làm con người nhỏ nhoi yếu đuối đó để rồi chúng con được trở nên con cái của Chúa. Khi Chúa cúi xuống, mọi người được nâng lên. Và chúng con ao ước là tất cả anh chị em chúng con ở đây được Chúa sử dụng. Chúa đưa chúng con vào giữa thế gian này, đến từng hang cùng ngõ hẻm, đến từng công ty xí nghiệp, đến từng học đường chúng con, nơi chúng con làm việc hay là học hành. Xin Chúa cho tất cả anh chị em chúng con đây đều có sứ mạng là chúng con được Chúa sai đến. Và chẳng những là Ban Thánh Tráng không thôi đâu, nhưng tất cả quý ông bà, chị em chúng con, những người được mang sứ mạng của Chúa vào trần gian này để làm cho trần gian này bớt khốn khổ, trở thành những con người thánh đẹp lòng Chúa thờ phượng Ngài qua chính đời sống, qua chính nghề nghiệp của chúng con, là những con người đáng tin được Chúa sử dụng giữa thế gian giả dối này. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho mỗi cuộc đời chúng con biết sứ mạng, biết việc chúng con phải làm trước khi chúng con nhắm mắt, xuôi tay, linh hồn chúng con trở về trong nước Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin ban phước cho anh chị em chúng con, tất cả những công sức của anh chị em chúng con, Chúa đều biết. Dầu tất cả con người chúng con không thể biết những hoạt động của Chúa, của ban ngành, nhưng chúng con biết chắc rằng Chúa sử dụng và ban phước tiếp tục dùng Ban Thánh Tráng trong những ngày tới để phước hành cho Hội Thánh của Chúa tại đây. Con cảm ơn Ngài. Con dâng tất cả mọi sự trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời Thánh đồng hồi. Thank you.